cả các ba mẹ, trong video ngày hôm nay thì Hà mời đến đây một vị khách mời vô cùng đặc biệt, đó chính là một mẹ, một chị phụ huynh đang cho con theo học tại trung tâm Kaixin English. Chào chị có thể giới thiệu về bản thân mình cho mọi người ở đây được biết được không ạ? Chị tên là chào gì và hiện nay chị đang công tác ở đâu? Chào cô giáo, mình tên là Thúy, mình đang công tác tại khoa mắt bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nam Định. Quê mình thì ở Thái Bình nhưng mà mình lấy chồng Nam Định nên là mình làm bên đấy. Trong một lần thì tình cờ ấy, mình lướt Facebook mình thấy bạn thân của mình là bạn Hoàng Ngoan ấy cũng đang học lớp cô. Đấy, đăng lên một cái video của con bạn ấy cũng bằng tuổi con mình là 4 tuổi. Bạn ấy nói tiếng Anh rất là giỏi. Và bạn ấy hát bài hát tiếng Anh trơn tru, không vớt một tí nào cả. Thế là mình thấy thích quá. Mình mới nhắn tin inbox hỏi bạn ấy xem là bạn nên cho con học ở lớp nào. Thế là bạn ấy nhắn tin cho mình lớp cô Hà. Thế là mình gửi tin nhắn cho cô Hà luôn để xem là con mình có thích hợp học lớp cô không, với cái độ tuổi nó còn quá bé như thế. Tại lúc theo học thì con mình vẫn chưa 4 tuổi, 2 tháng nữa mới 4 tuổi. Thế là cô cũng chấp nhận. Cô bảo là độ tuổi vàng học tiếng Anh nên là mình cho con theo học luôn. Sau một khoảng thời gian, chắc là độ khoảng một tuần thôi, thì mình thấy là bài hát tiếng Anh nào mà cô cho bài hát mới là nó chỉ nhầm khoảng 3-4 lần là nó đã thuộc rồi, nó hát được luôn. Sau nó lướt Facebook của mẹ, nó thấy vào trong cái nhóm của cô giáo cứ đăng những cái bài mới lên ấy, là nó bảo mẹ con thích cái bài này, thế là nó tích vào là nó hát, thế là mẹ cũng hát cùng với nó. Những cái câu nào mà nó quên ấy thì là mình lại nhắc con, là con cũng hát đi hát lại mà bé thích lắm. Bé bảo là mẹ con hát thuộc bài này rồi. Thế là sau khoảng 4 đến 5 lần hát ấy, hai mẹ con hát cùng với nhau là bé hát được luôn, mà bé rất là thích thú. Mình thấy là con học như thế là cũng được, thế là mình cho bé theo học cô luôn. Ok, rất là cảm ơn. Cái này rất là, mình thấy cái phương pháp dạy của cô cũng rất là hiệu quả ấy. Tại vì cô dạy tiếng Anh cho bé hát, với này cô dạy theo phương pháp là đánh vần, không như cái kiểu mà dạy như mình ngày xưa học là dạy theo kiểu mà học theo công thức ấy, với này học theo ngữ pháp và từ vựng rời rạc. Mình thấy nó không hiệu quả lắm, tại vì đến lúc mình học theo công thức xong mình lại ghép vào từng câu từng chữ một, sau mình lại quên. Nếu mình không nhớ công thức thì mình không biết là ghép câu như nào. Tất cả mình mà muốn nói một cái từ gì đấy, ví dụ mà muốn lấy một cốc nước chẳng hạn, mình lại nghĩ xem là cái này mình phải ghép theo công thức như nào thì mới đúng, thì hiện tại thì quá khứ. Nhưng mà bé nhà mình bây giờ mà muốn lấy một cốc nước chẳng hạn, nó bảo mẹ con muốn nói tiếng Anh là mẹ con muốn uống nước chẳng hạn, thì con nói như thế nào? Thế là mình cũng nói theo cái bài hát thôi, thế là bé cũng học theo. Bây giờ nó nói muốn lấy cốc nước, hay là nó hỏi mình là mẹ đang làm gì đấy chẳng hạn, nó cũng nói nhanh lắm. Nó nói là what are you doing? Đấy, what are you doing? Cái nào mà mình không biết thì mình lại bảo I don't know. Nó bảo mẹ I don't know là gì hả mẹ? Nó nói nhưng mà bây giờ là nó hát giỏi lắm, mà nó nói cái gì nó nghĩ là mẹ con muốn nói tiếng Anh như này như nào. Đấy, mình thấy là cũng hiệu quả ấy, hiệu quả hơn nhiều. Trước mình cũng có ý định là cho đi học ở bên trung tâm ấy, một cái trung tâm tiếng Anh ở cũng ở gần nhà mình thôi, nhưng mà mình thấy là cũng không hiệu quả lắm. Thứ nhất là giá tiền thì nếu như mà những phụ huynh nào ấy mà không có điều kiện ấy, thì không thể nào cho con theo được. Tại vì mà người ta bảo là học 2 năm là đóng 24 triệu cơ. 24 triệu mà đóng luôn một thời gian trong một tháng đầu. Như thế thì người nào mà không có kinh tế thì không thể nào mà theo được. Và lại học theo cái kiểu là giữa chừng, ví dụ như là học vào buổi tối này. Buổi tối thì học theo kiểu cũng từ 7 giờ 5 đến 7 giờ này. Sau này còn học thứ bảy chủ nhật thì học từ 9 đến 10 giờ chẳng hạn. Nên là cũng nhiều khi cũng bận ấy, cũng vướng thì không thể cho con theo được. Với cả là mình thấy học lớp cô Hà ấy, học online
nhưng mà giá thành so với những cái nơi khác ấy, mình thấy là quá rẻ luôn. Mà lại học học theo kiểu là học mỗi một học liên tục ấy, mỗi một tối ngày nào cũng 1 tiếng rưỡi như thế thì con thấm rất là nhanh. Mà ba mẹ nào có kinh tế bình thường ấy cũng có thể theo được, mà theo hàng tháng vẫn được ok, mình thấy rất là tốt luôn, phù hợp với tất cả ba mẹ. Vâng, rất là cảm ơn chia Cảm ơn cô sẻ giáo của rất mẹ. nhiều. Vâng, rất là cảm ơn chia sẻ của mẹ. Thì đây cũng chính là cái mong ước của Hà từ rất là lâu rồi. Mong muốn là rất nhiều người Việt Nam, thế hệ trẻ Việt Nam được tiếp xúc với cái tiếng Anh nghe nói. Và hầu hết là chúng ta không có cái điều kiện để cho con học môi trường quốc tế rất là đắt tiền. Và học nếu mà học 1 tuần 2 buổi ở trung tâm thì cũng Hà thấy là Hà đi dạy trung tâm nhiều nơi nhưng mà không đủ thời gian để con có thể thấm tiếng Anh và nghe được tiếng Anh. Thế thì trong cái thời gian mà mẹ đăng ký học online cho con như thế thì mới đầu con đăng ký học thì mẹ có gặp cái khó khăn trở ngại gì không khi mà bắt đầu mẹ đăng ký cho con tham gia học? Mà bắt đầu đăng ký cho con tham gia học ấy, thì mình cũng 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 cảm thấy là sợ con mình còn bé quá, sợ nó không theo được các bạn, tại vì các bạn học trước đó những mấy tháng rồi cơ. Nhưng mà khi mà thấy con học được buổi đầu tiên ấy, nó hứng thú mà nó ngồi 1 phát tiếng rưỡi luôn, nó không đứng dậy, nó cũng không ngó ngoái gì mà nó rất thích thú, nó bảo mẹ con thích học cô giáo. Tại vì bạn ấy là mới, bạn ấy chưa học tiếng Anh, chưa học cái kiểu online cầm điện thoại giờ rất là thích. Hay là cho bạn học luôn. Và hôm sau là có những cái bài hát mới mà cô giáo đăng vào trong cái đăng vào trong nhóm lớp đấy là bạn ấy học thuộc luôn. Mình thấy là con mình có thể nắm bắt được, cũng theo được các bạn. Mà nó cũng chăm chỉ muốn gửi bài cho cô ấy. Mình thấy là cho con theo được, nên là mình cho con theo. Đấy chứ còn mình thấy là cô giáo cũng nói đúng, tại vì độ tuổi này nó nắm bắt nhanh, mình thấy nó cũng nắm bắt nhanh thật. Chứ còn nếu mà để muộn hơn tí nữa khéo khi lại khó, tại vì nó học ở lớp rồi ấy, thì nó quen kiểu dạy của các cô cũng theo kiểu dạy bằng ngữ pháp ấy, thì khi mà mình uốn theo này lại thấy khó ấy. Ok, rất là cảm ơn những chia sẻ của mẹ. Thì Hà thấy là đây là băn khoăn của hầu hết các ba mẹ, lo lắng là con còn nhỏ thì không thể nào ngồi im một chỗ học được này, con còn nhỏ thì không muốn cho con học sớm, sợ con áp lực học hành. Thế thì mẹ có thể chia sẻ cảm nhận của mẹ về cái việc học của con, và con học con hứng thú như thế thì con có bị áp lực gì không và có hiệu quả như thế nào, học mà chơi, chơi mà học, hay là con bị áp lực, mẹ có thể chia sẻ rõ hơn được không? Mình thấy là như bé nhà mình ấy, như những bé khác thì mình cũng không rõ, còn như bé nhà mình thì mình thấy bé thích học lắm, tại vì là bé được xem YouTube ấy, xong rồi xem những cái chương trình của những cái bạn nhỏ ấy, nên là bé thích lắm. Lúc nào bé cũng ăn cơm xong, chưa đến giờ ăn cơm xong, nhà mình ăn cơm thì cũng tầm 7 rưỡi đấy, chưa đến giờ thì bạn đã bảo mẹ cho con nên học tiếng Anh rồi, thế là mẹ nên cho con nên học Teacher Hà đấy, thế là lên luôn và bật máy ngồi đợi cô mặc dù là cô chưa vào đấy. Mình thấy là bé rất là ham ấy, nên là mình cho bé theo học luôn. Và mình lúc đầu mình cũng chỉ có ý định là cho con theo học khoảng 1 tháng xem nó tiếp thu như thế nào ấy, còn nếu nếu mà không được thì mình sẽ tìm hướng khác. Nhưng mà mình thấy bé tiếp thu rất nhanh, mà nó cũng hát được rất nhiều bài hát đấy, tính ra nó cũng phải hát được 20 bài, tính ra nhiều lắm, mình thấy hát được nhiều lắm. Bà hát nó hát nhớ lắm, những bài hát đầu tiên bây giờ nó vẫn nhớ, nó hát được. Thì mình thấy mà phát âm, cô dạy phát âm ấy, cô dạy mình thấy cách phương pháp của cô là dạy cũng rất hay, tại vì cô dạy phát âm từng từ một đánh vần như kiểu tiếng Việt ấy, nên là khi mà nó ghép vào những cái âm, khi mà nó nói những cái câu ấy, mình đã dạy con phát âm những cái từ 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 từng từ một rồi, nên là khi nó ghép vào cái từ hoàn chỉnh ấy, nó nói rất là chuẩn, nó nói hơn chuẩn hơn cả mẹ cơ. Nói rất tự nhiên, không phải như mình nói nhiều khi còn không đúng cơ. Ví dụ nó nói fish thì nó nói rất là chuẩn, nó nói chuẩn hơn cả mẹ, cho mình rất là ngạc nhiên và mình thấy là học hiệu quả, Thế thấy là rất là cảm điều ơn cô giáo. rất là cảm ơn chia sẻ của mẹ. Thường thường thì khi mà các ba mẹ và các con đăng ký vào khóa học thì sẽ ba mẹ ngồi cạnh luôn và kèm theo con học luôn. Nhưng mà khi mà bắt đầu mà Hà dạy cái chương trình phát âm đó thì ba mẹ sẽ là những người mà sẽ hiểu hơn về khẩu hình miệng này, lưỡi này. Nhưng mà ba mẹ truyền lại những cái điều đó cho con thì sau đó con sẽ là người bắt âm nhanh hơn ba mẹ rất là nhiều. Vì con có càng nhỏ thì cái giác quan của các con càng tốt, càng có thể dễ thấm cái ngôn ngữ khác tự nhiên hơn các ba mẹ rất là nhiều. Thế thì khi mà mẹ đăng ký tham gia khóa học thì mẹ thấy là với số lượng học sinh là đông này hoặc là nhiều độ tuổi khác nhau như thế thì cái việc tiếp thu của con như thế thì nó có ảnh hưởng gì hay không? Hay là cái mấu chốt quan trọng ở đây là gì?
Lúc đầu ấy mình đăng ký thì cũng có ít bạn thôi. Mình lúc đầu mình đăng ký lớp cô thì chắc thì tầm độ 12 bạn là cùng. Nhưng về sau càng thấy lớp càng ngày càng đông. Thấy khoảng đến hơn 40 người rồi mình mới cũng thấy hơi lo lắng. Lúc đấy khoa học được chắc được tầm khoảng 18 19 ngày gì đấy. Chưa được 20 ngày. Thế mình thấy lớp đông quá, mình mới nhắn tin cho bạn của mình là bạn Hoàng Ngoan ấy, mình mới hỏi là Ngoan ơi, thế lớp cô tình hình đông như thế này sợ cô không check âm kịp thì có sao không? Thế là Ngoan bảo, mình bảo là hay là phân nhờ cô là phân theo từng độ tuổi một, ví dụ bạn lớn học cùng với bạn lớn, bạn bé học cùng bạn bé. Nhưng mà về sau mình thấy cô giải thích là cái này quan trọng là mấu chốt là mẹ phải đồng hành cùng con và cùng phát âm cùng với con ấy, thì con sẽ bắt âm nhanh và cô sẽ là người dẫn dắt để cho ba mẹ hiểu ấy, cách để dạy con như thế nào và bắt âm như thế nào cho chuẩn, và cách học của cô cũng chỉ như thế thôi. Nên mình thấy là cũng đúng, tại vì nếu mà chỉ có phát âm chuẩn thì mình chỉ cần ngồi đồng hành cùng với con và mình nắm bắt cách cô dạy ấy, cách cô phát âm xong rồi mình truyền đạt lại cho con, mình thấy con cũng nắm bắt được mà nó còn phát chuẩn, phát âm chuẩn hơn cả mình ấy. Với lại mỗi buổi học mình thấy con mình cũng được check âm rất là đầy đủ, thì mình thấy thôi cũng không cần thiết. Và mình thấy là nó vẫn học được, vẫn trả bài cô đầy đủ mà vẫn phát âm chuẩn, thì mình thấy là vẫn ok, tất cả vẫn ok. Quan trọng là bố mẹ phải đồng hành cùng với con. Còn bố mẹ mà không đồng hành cùng với con được thì mình khó, thấy khó thành công lắm. Tại vì con như con mình thế, cái buổi nào mà mình mà đi trực chẳng hạn, mà không ngồi cùng với con thì mình phải chuyển giao nhiệm vụ rõ ràng cho chồng mình. Tức nghĩa là phải ngồi cạnh con cho đến lúc con học xong. Và khi nào mà con chán quá chẳng hạn thì cho con nghỉ ngơi một chút trong lúc mà cô kiểm tra bài những bạn khác. Sau rồi lại cho con vào ngồi chỗ cũ đến khi cô kiểm tra bài thì là con trả lời. Mình thấy là chồng mình cũng hợp tác rất là tốt với con. Mà chủ yếu là ngồi cạnh nó thôi, nó chỉ cần bố mẹ ngồi cạnh và giúp nó phát âm, giúp nó bật loa thôi. Mình thấy là không có vướng ngại gì cả. Đấy, quan trọng nhất là mình phải đồng hành cùng con. Rồi. Mình thấy thế là được. Quan trọng nhất vẫn là bố mẹ đồng hành cùng với con. Thế thì mẹ đã ứng dụng những cái phương pháp của trung tâm Kitchen English và trong cái việc đồng hành cùng với con tại nhà như thế nào? Mẹ có thể chia sẻ cho các ba mẹ khác cùng biết được không? Như ở nhà mình ấy, mình thì cũng đi làm ấy, giờ hành chính như tất cả các bố mẹ khác thôi, cũng làm ngày 8 tiếng. Thì buổi sáng thì mình đi làm sớm rồi nên mình không có thời gian, nhưng mà khi buổi chiều về thì mình cũng có hai đứa con nhỏ. Một đứa thì 4 tuổi, một đứa thì có hơn 1 tuổi thôi. Là mình tắm rửa cho con xong thì bắt đầu là mình sẽ vừa tắm và vừa hát cho con nghe. Ví dụ như là liên quan đến cái bài liên quan đến việc tắm cho con chẳng hạn, thì mình sẽ cho con hát bài How about you? What can you do? Chẳng hạn. Thế là con sẽ cứ vừa tắm vừa hát xong rồi mình chỉnh âm cho con dần. Ví dụ như là con hát câu nào sai, ví dụ như là what đấy, thì mình sẽ chỉnh luôn cho con và con bắt luôn và lần sau con hát là không bị sai nữa. Khi mà học âm thì con mình cũng làm như thế thôi. Khi mà cô giáo dạy những âm mới thì mình sẽ phát âm đấy trước, và sẽ ngay sau cái buổi học của cô ấy, mình sẽ ngồi lại viết lại những cái từ mà cô cho những cái bạn bé học đấy, và mình sẽ ngồi đối diện với con và hai mẹ con thực hành luôn, nói luôn, và bạn ấy nhớ luôn. Hôm sau mà mình có nói lại những từ này, bạn thậm chí bạn mình chẳng vờ giả vờ là mình nói sai ấy, thì bạn bảo mẹ ơi cái từ này mẹ nói sai rồi, mẹ phải what đấy. Thế là trước khi đi ngủ ấy thì mình sẽ kiểm tra bài bạn bằng cách là bạn hát cho mẹ nghe những cái bài mà bạn đã học thuộc rồi, chỉ cần 2-3 bài thôi. Thế là bạn ấy cũng tự nhiên bạn hát luôn, bạn thích hát lắm, bạn hát đúng nhịp điệu lắm, mẹ cũng chẳng bắt kịp, hát rất đúng nhịp điệu. Đúng rồi, kiểm tra bài con hàng ngày chỉ có như thế thôi. Ví dụ như là muốn ví dụ hỏi con thời tiết thế nào thì cho con hát một bài hát liên quan đến thời tiết, sau đó ứng dụng luôn. Ví dụ hôm nay trời mưa chẳng hạn thì nói cho con là how the weather like chẳng hạn, sau đó là chỉ ra ngoài rồi cho con nghe, rồi mà con nói theo cái bài hát đấy. Con vận dụng nhanh lắm, mình nghĩ là các ba mẹ không khó khăn gì cả đâu. Mình thấy thế, tại mình cũng bận đấy, mình rất bận luôn, mình vừa trực và mình còn vừa đi làm cả thứ bảy chủ nhật cơ. Mình thấy con mình cũng bắt kịp các anh chị lớn, mình thấy rất là vui, không có gì cản trở cả. Thế thì so với trước đây, mẹ có suy nghĩ là cho con đi học ở trung tâm và giao cho thầy cô, giao cho trường, vì mẹ, vấn đề chính của mẹ là gì? Là mẹ không có thời gian hay là do mẹ không tự tin trong việc học tiếng Anh, không tự tin trong việc học phát âm nên không dám dạy con?
Mình là tự không tự tin ấy, vì mình học tiếng Anh thì cũng không, mình chỉ biết thôi chứ mình phát âm thực ra là không chuẩn, không chuẩn tí nào cả. Mình phát âm chỉ là ngày xưa học theo kiểu của các cô ấy, nghĩa là mình chỉ học theo công thức thôi. Ví dụ học công thức giống như toán ấy, xong rồi mình ghép từ vào nên là mình thấy không chuẩn, mà cô phát âm hầu hết các cô khéo khi còn nói không chuẩn cơ. Nên là mình thấy là cho con đi học trung tâm là tốt nhất, tại vì mẹ mà dạy không chuẩn thì làm sao mà con mà chuẩn được. Thế là mình định phó mặc cho trung tâm, để trung tâm tự ấy tự 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 dạy cho con mình ấy. Nhưng mà về sau thì mình cũng hỏi mấy người rồi, cũng hỏi mấy người cho con đi học trung tâm thì thấy là không ổn lắm, tại vì học xong thì con cũng vẫn như thế thôi. Nếu như bố mẹ mà không hướng dẫn con cẩn thận ấy thì con vẫn chẳng biết gì, mình thấy thế. Nên Rồi, là quan mình trọng thấy nhất. là quan trọng nhất vẫn là bố mẹ đồng hành cùng con và truyền đạt cho con những gì mình học được từ cô đấy, và tự con sẽ thấm âm và sẽ phát âm ra những cái từ mà chuẩn nhất. Mình thấy thế, như con mình thế, nhiều khi bé còn vặn lại mình là cái từ này mẹ nói sai rồi, hoặc từ này bố nói sai rồi, cô nói như này cơ, phải nói như này mới chuẩn. Mình thấy như thế là tốt lắm rồi, rất cảm ơn Là bây cô. giờ Vâng. Tức là bây giờ khi mà mẹ học qua những cái chương trình phát âm của Hà này, mẹ ngồi cùng với con và được học cùng với con, thì bây giờ mẹ hoàn toàn tự tin để dạy con phát âm đúng không ạ? Đúng rồi ạ, mình tự tin phát âm cùng với con, mình tự tin mặc dù có mấy âm khó đấy, mình phải đọc đi đọc lại, luyện đi luyện lại rất là nhiều lần ấy, nhưng mà mình vẫn tự tin nói cùng với con, và con cũng rất tự tin mà bắt chuyện cùng với mẹ, mình thấy thế là rất là ok luôn. Nhìn thấy hai mẹ con nói chuyện với nhau rất là tự nhiên, không có bất cứ cái rào cản gì cả. Rất là chúc mừng hai mẹ Đấy con, và và bé cũng rất là hồn nhiên, yêu thích và hát cái bài hát tiếng Anh một cách rất là tây. Ok, thì giọng hát của con rất là hay, cũng là một phần do con yêu thích, thứ hai là cái chương trình nó phù hợp với độ tuổi của con nữa. Thì qua đây mẹ có muốn nhắn nhủ gì với các ba mẹ khác hay không? Mình thấy là các ba mẹ đừng tức là đừng nghĩ rào cản của con là mình không, con mình còn bé quá, ví dụ độ tuổi 3 4 tuổi ấy, mình đừng nghĩ là con mình còn bé quá không theo học được lớp cô. Cái thứ hai là đừng nghĩ là mình làm không đủ thời gian ấy để mình đồng hành cùng con, tại vì mỗi ngày mình chỉ cần bỏ ra 10 đến 20 phút thôi là mình có thể đồng hành cùng con rồi, đồng hành cùng con rất là tốt rồi. Mình thấy là không có cái rào cản gì cả đâu. Tại vì bé nhà mình tầm 3 tuổi mình đã cho theo cô rồi ấy, thì mình thấy nó đã bắt âm rất chuẩn rồi, thì bố mẹ cũng thế thôi, cho học càng sớm càng tốt. Và quan trọng là đồng hành cùng với con và truyền đạt lại cho con. Đấy. Mỗi ngày mình chỉ dành nửa tiếng thôi, bao gồm cả việc học của con thì mình ngồi cạnh con rồi, thì coi như là buổi tối ấy, thời gian nghỉ ngơi mình cho con học thôi. Đấy, còn trước khi đi ngủ thì mình chỉ dành tầm 20 phút thôi, hoặc 10 phút mình kiểm tra bài lại cho con là được rồi. Mình thấy là bắt âm rất nhanh, không tốn nhiều thời gian của mình đâu. Đấy. Tại vì hầu hết các phụ huynh buổi tối thì không làm gì ấy, thì chủ yếu là nghỉ ngơi thôi, với lại chơi với con thôi. Thì cái thời gian đấy mình dành cho cái việc học tiếng Anh cho con mình thấy rất là tốt. Đấy. Rất cảm ơn cô. Rất là cảm ơn chia sẻ của mẹ, và chúc cho hai mẹ con là càng ngày càng yêu tiếng Anh hơn nữa và chinh phục được cái mục tiêu của mình ở trong tương lai. Ok, xin chào mẹ Thúy, rất là cảm ơn chia sẻ của mẹ ngày hôm Vâng. nay. Xin chào mẹ, gặp Cảm ơn cô lại tất nhiều cả các nhá. mẹ hơn. Vâng ạ, rất là cảm ơn mẹ. Vâng Xin vâng. chào. Cảm ơn cô. Chào cô Tạm nhé. biệt.